Hey, xin chào mọi người và tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Công Minh. Và hôm nay mình sẽ thuyết trình về cái chi phí trong kinh doanh, cho doanh nghiệp. Thì đầu tiên thì định nghĩa chi phí là gì? Thì chi phí là toàn bộ các hao phí lao động, hao phí công cụ lao động và hao phí các vật chất tính thành tiền và để thực hiện một công việc nhất định. Thì nói đơn giản hơn thì chi phí làm thì nói đơn giản hơn là chi phí là một cái là một số một số cái tính chất thành tiền á thì sẽ bị hao phí đi, ví dụ trong công cụ, trong công việc, trong kế hoạch hay là trong những cái đồ vật chất thì nó sẽ được tính là hao phí và sẽ được tính là chi phí. Thứ hai là nguyên tắc về nhận chi phí. Thì ở đây nhận chi phí chỉ gồm những nguyên tắc như thế sau. Thì đầu tiên là sẽ là chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm được giao dịch, cũng giao dịch phát sinh hoặc là nó có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai mặc dù mình chưa biết, ví dụ như là về bàn ghế hay là bàn ghế công cụ như ví dụ hơn nó rõ ràng hơn là về về những cái vật dụng cho công ty hoặc là những công cụ máy tính các thứ thì nó sẽ được tính là chi phí trong khoảng thời gian lâu dài, đó về mặt lâu dài. Ok, còn thứ hai, nguyên tắc thứ hai là về nguyên tắc việc ghi nhận chi phí ngay cả khi chưa đến kỳ hạn thanh toán nhưng mà có khả năng chắc chắn sẽ phát sinh, để nói chung là mình sẽ dự đoán được cái việc phát sinh đó không 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 chắc chắn là sẽ không 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 quá lâu mà nó sẽ cần một cái gì đó coi như là đề phòng và một cái gì đó có như sự bảo toàn trong nguồn vốn của công ty, và chi phí và khoản khoản doanh thu do nó tạo ra sẽ được ghi nhận là đồng thời theo nguyên tắc phù hợp, đó là theo nguyên tắc của công ty, của doanh nghiệp và của công ty. Tiếp theo là về quy tắc số 3 là về nguyên tắc kế toán phải theo dõi những chi tiết phát sinh theo nhiều yếu tố, ví dụ như là tiền lương này, nguyên vật liệu này, chi phí mua ngoài hay là khấu hao tài sản cố định. Đấy thì sẽ là những cái việc phát sinh theo như tiền lương hay là nguyên vật liệu trong quá trình mua hàng hay trong quá trình mình đưa tiền cho người khác để mua chi phí ngoài ấy, thì sẽ phải được theo dõi thật là chi tiết và sát sao. Thứ tư là các khoản chi phí phải những khoản chi phí nào mà không được coi là chi phí được trừ theo bởi quy định của luật thuế doanh nghiệp ấy, nhưng mà có đầy đủ hóa đơn đưa chứng từ và nhưng mà có đầy đủ giấy tờ nhưng thì cũng không không được ghi giảm chi phí kế toán. Tức là như thế này, tức là khi mà anh mua một cái món đồ nhưng mà cái việc mà theo khoản của luật thuế doanh nghiệp á, thì nó sẽ không có ví dụ như anh mua kẹo thì đơn giản là thì nó đơn giản một là mua kẹo hay mua bánh thì cho công ty thì đơn giản là mặc dù là có giấy tờ đầy đủ nhưng sẽ nó sẽ không được tính vào luật của thuế doanh nghiệp. Đấy đơn giản đây là những mua những vật dụng ngoài và nó sẽ không có quy định của thuế nhưng mà với chúng ta vẫn có đầy đủ chứng từ hóa đơn, mặc dù có giấy tờ đỏ, có hóa đơn đỏ các thứ nhưng vẫn sẽ không được tính là không được giảm chi phí thuế. Đấy, tiếp theo là về phần số nguyên tắc thứ năm là về các tài khoản phản ánh những chi phí không có số dư, tức là khi mà những chi phí mà chúng ta tính toán theo cùng sau khi trừ lợi nhuận mà nó không có số dư mà nó là một số không thì đương nhiên là cuối kỳ là phải kết chuyển cho tất cả các chi phí tài sản để cho phát sinh trong kỳ ấy, để xác định được kết quả, xác định được rằng là kết quả mình có được lợi hay không. Đấy thì những cái tài khoản
chi phí mà nó không bị dư ra, hay đơn giản là những tài khoản chi phí sau khi trừ lợi nhuận đi mà nó không âm thì nó sẽ được tính, nó sẽ được tính là có thuế, còn nếu không âm, còn nếu âm thì nó sẽ được tính là có thuế, không có thuế. Tiếp theo là về phần phân biệt các phân biệt về chi phí và tài sản cố định trong doanh nghiệp. Câu số 3 thì chi phí là gì? Chi phí là toàn bộ các hao phí về lao động, công cụ lao động, vật chất tinh thần và những vật dụng khác để thực hiện một công việc nhất định. Đó đơn giản hơn là chi phí là các hao phí về những cái vật dụng, công cụ, hoặc đơn giản hơn nên là những cái máy móc để hút bụi, hay là những máy móc để sản xuất, để lau chùi trong công ty, hoặc là những cái các hao phí về khoản lao động, ví dụ như là chúng ta làm nhưng mà không có lợi nhuận thì được gọi là hao về hao phí. Đấy, thứ hai là về tài sản. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ, những gì có giá trị và nó được đánh là quyền tài sản của doanh nghiệp thì nó sẽ được gọi là về phần tài sản. Thì tài sản sẽ bao gồm là bất động sản và động sản. Thì bất động sản và động sản ở đây là những tài sản có thể di chuyển được và không di chuyển được, và nó có hiện hữu thì được gọi là tài sản của mình. Mặc ngoài khác thì những có những tài sản mà mình đã đặt cọc được thì nó sẽ được tính là tài sản hình thành trong tương lai. Ok. Về phần thứ tư là về giá vốn bán hàng. Thì giá vốn bán hàng là gì? Giá vốn bán hàng là giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp đối với những doanh nghiệp là xây dựng và lắp đặt thì sẽ bán trong kỳ. Đấy, giá vốn hàng bán thì sẽ rất là bao gồm những cái tất cả các chi phí liên quan đến cái quá trình tạo ra sản phẩm. Thì ví dụ như là một lô hàng là sẽ gồm có là 50 cái máy tính. Đấy, 50 cái máy tính thì mình sẽ bán ra được là 500 triệu. Đó là giá vốn mặt bằng bán. Thì 50 chiếc máy tính sẽ nó sẽ tương đương ra là một chiếc máy tính sẽ là gồm 10 triệu. Thì 50 sẽ là 500 triệu. Đấy. Về cái điều mà khi nào là phát sinh về giá vốn hàng hóa, khi mà chúng ta tức là bên kia chưa cập nhật thông tin về giá vốn, về giá thành, thì chúng ta sẽ bị dư ra một khoản là về phần phát sinh giá vốn hàng hóa. Đấy, thì bên kia sẽ bị một khoản là phải bù trừ đi để làm sao nó đúng với hợp đồng ban đầu. Thứ hai là về trả chi phí quản lý doanh nghiệp. Thì chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ bao gồm những chi phí mà công ty phải bỏ ra để vận hành những hoạt động của mình, có liên quan đến tổ chức các hoạt động của của doanh nghiệp, hay những hoạt động tập thể trong công ty. Thì những cái chi khoản chi này sẽ được tính là vào khoản tài khoản số 4642. Ok. Đấy. Và tiếp theo là về phần chi phí bán hàng là gì? Thì chi phí bán hàng là những chi phí sẽ bao gồm những chi phí cho việc bán hàng, như là cho nhân viên, cho nguyên liệu, cho dụng cụ, cho hàng hóa, cho việc bảo hành, cho việc lưu chuyển, vận chuyển, và cho rất là nhiều những cái công tác trong quá trình bán hàng, từ hàng ở công ty đến cho người dùng, từ nơi sản xuất đến cho người dùng. Thì chúng ta cần phải có chi phí bán hàng và để giúp cho khách hàng có thể nhận được lợi ích khi việc mua hàng xảy ra. Còn tiếp theo là chi phí thuế. Chi phí thuế là những chi phí thuế doanh nghiệp là, thì nó đơn giản hơn là
thu nhập doanh nghiệp tức là một cái khoản lợi ích kinh tế do giao dịch với đối tượng có sự thay đổi về quyền tài sản và không bị hạn chế tiêu dùng. Và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Là loại thuế được trực thu này, thu dựa vào cái kết quả của cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Thì người nộp thuế này thì là người phải là người tổ trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa và có dịch vụ có thu nhập chính chủ. Và cái đối tượng mà phải chịu thuế là những cái khoản thu nhập phát sinh trong kỳ tính thuế thì được gọi thì đó là về thu nhập thuế. Và tiếp theo là về phần phân biệt cái chi phí kế toán và chi phí tính thuế là gì. Thì chi phí theo kế toán là những chi khoản chi phí trực tiếp mà doanh nghiệp trực tiếp phải bỏ ra khi sản xuất hàng hóa, tức là doanh nghiệp có những cái chi phí như là bao gồm khấu hao máy móc này, thiết bị này, nhà xưởng này, mua sắm nguyên liệu và những cái tiền để trả thuê cho nhân công hay thanh toán những khoản lãi vay do mình vay ở những người bán hàng khác, cho người bán hàng chỗ khác đấy. Thì khi mà mình muốn sản xuất thì mình cần phải có hàng hóa, thì mình sẽ nhập một hàng hóa ở một địa điểm nào, ở một xưởng nào đó, thì mình sẽ bắt đầu thanh toán những thì mình đầu tiên thì mình sẽ không có tiền nhiều, nhưng mà mình sẽ bắt đầu vay, sau đó mình sẽ trả dần những cái khoản lãi vay đó. Còn chi phí tính thuế là gì? Chi phí tính thuế là những khoản chi phí thuế phải trả trong năm hiện tại. Đấy thì sẽ được xác định trên việc cái cơ sở thu nhập tính thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. Ok, thì đó là toàn bộ nội dung về phần chi phí trong doanh nghiệp. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.